Xin chào, chào mừng các cậu đã đến với Cartoon. Hôm nay, tớ sẽ cùng các bạn quay trở lại tuổi thơ với một bộ phim hoạt hình kiếm hiệp. Những bạn hay xem VTC11, HTV3 và Sam TV đâu rồi? Các bạn đã đoán ra chưa? Đúng rồi đấy, và không để các bạn phải đợi thêm nữa, chúng ta hãy bắt đầu với hành trình của Thất Kiếm Anh Hùng thôi nào. Let's go! Tập 1, Ma Đạo Tái Xuất. Năm 397 sau Công Nguyên, 50 năm sau khi bị Thất Kiếm Hợp Bích đánh bại, Hắc Tâm Hổ quyết tâm quay trở lại bắt sống Kỳ Lân để gia tăng công lực, thống nhất võ lâm. Trong khi Hồng Miêu và Kỳ Lân đang chơi đùa trong rừng thì được cha gọi về. Cha của Hồng Miêu, Bạch Miêu, Trường Hồng Kiếm Chủ, người cuối cùng của Thất Kiếm năm xưa đánh bại Hắc Tâm Hổ. Trên đường trở về, Hồng Miêu bất ngờ bị quân mai phục của ma giáo tấn công. Biết được Hắc Tâm Hổ đang tới, Bạch Miêu đã trao lại Trường Hồng Kiếm cho Hồng Miêu, dặn cậu đưa Kỳ Lân rời khỏi nơi này và tìm 6 truyền nhân còn lại của Thất Kiếm để một lần nữa Thất Kiếm hợp bích, đánh bại Hắc Tâm Hổ và ma giáo. Khi Hồng Miêu và Kỳ Lân vừa đi, Hắc Tâm Hổ xuất hiện cùng 3 trợ thủ là Khiêu Khiêu, Ngưu Toàn Phong và Chư Vô Giới, lao đến tấn công Bạch Miêu. Quân địch ngày càng đông, Bạch Miêu vận hết công lực để sử dụng Hỏa Vũ Lôi Phong, đánh bại Hắc Tâm Hổ và ma giáo. Trên đường chạy trốn, Hồng Miêu nhìn thấy Hỏa Vũ Lôi Phong kiếm pháp từ hướng của cha, vì lo lắng cho cha nên cậu liền quay trở lại giúp. Trận chiến kết thúc, Bạch Miêu đã hy sinh nhưng Hắc Tâm Hổ chỉ bị thương. Tận mắt chứng kiến cha qua đời, Hồng Miêu đau khổ tột cùng. Nhưng kẻ địch đang đến đây, Kỳ Lân cùng Hồng Miêu phải tiếp tục chạy trốn. Tập 2, Biển Lửa. Hồng Miêu và Kỳ Lân đang dẫn các con thú chạy thoát khỏi rừng. Cứ tiếp tục chạy như này thì không ổn. Hồng Miêu nói với Tiểu Thất, bồ câu đưa thư, mỗi một kiếm chủ đều có một con bồ câu của mình. Hồng Miêu bảo Tiểu Thất đi cùng 6 chú bồ câu còn lại để tìm tin tức về 6 vị kiếm chủ. Ngưu Toàn Phong đã đuổi kịp Hồng Miêu, nhưng hắn không muốn bị người khác cướp công nên đã không cho bắn pháo hiệu thông báo với giáo chủ Hắc Tâm Hổ. Ngưu Toàn Phong và Hồng Miêu lao vào combat. Trong khi đó, có một người bí ẩn đang tìm kiếm tung tích của Hồng Miêu và Kỳ Lân. Trận chiến của Hồng Miêu và Ngưu Toàn Phong khá cân sức, nhưng với ý chí báo thù cho cha, Hồng Miêu liên tục đánh trúng Ngưu Toàn Phong. Biết mình không đánh lại Hồng Miêu, Ngưu Toàn Phong chuyển qua tấn công Kỳ Lân thì bất ngờ Khiêu Khiêu dùng đạn sét tấn công hắn. Khiêu Khiêu trách tội Ngưu Toàn Phong vì không làm theo lời giáo chủ căn dặn. Nhân cơ hội này, Hồng Miêu và Kỳ Lân bỏ trốn, Ngưu Toàn Phong liền đuổi theo. Tập 3, Hẻm Tuyệt Mệnh. Sau khi Ngưu Toàn Phong để Kỳ Lân chạy thoát, Hắc Tâm Hổ rất tức giận. Hắn hạ lệnh, nếu ai thấy Kỳ Lân mà không bắn pháo hiệu thì lập tức giết chết không tha. Hồng Miêu và Kỳ Lân đang dẫn mương thú chạy khỏi rừng thì đường phía trước không thể đi được nữa, đành phải quay đầu đi một con đường khác lên ngọn núi bên cạnh. Nhìn thấy khu rừng mà mình lớn lên từ nhỏ bị thiêu cháy, Hồng Miêu lập lời thề, nhất định cùng với 6 truyền nhân khác của Thất Kiếm đánh bại Hắc Tâm Hổ và ma giáo. Sau khi tạm biệt mương thú, Hồng Miêu tiếp tục lên đường chạy trốn thì gặp Chư Vô Giới mai phục sẵn. Thấy Kỳ Lân, Chư Vô Giới lập tức bắn pháo hiệu thông báo vị trí cho Hắc Tâm Hổ. Trên đường tới chỗ Chư Vô Giới, Hắc Tâm Hổ gặp được Ngưu Toàn Phong. Bỗng pháo hiệu lại bắn thêm một lần nữa, Hắc Tâm Hổ vội vã đến đó thì không thấy Kỳ Lân đâu. Biết mình bị lừa, hắn chuyển hướng lên ngọn núi đối diện tìm kiếm. Chư Vô Giới không phải là đối thủ của Hồng Miêu, nhưng Hắc Tâm Hổ đã đến kịp lúc cứu nguy cho hắn. Ba người Khiêu Khiêu, Ngưu Toàn Phong, Chư Vô Giới lao đến tấn công Hồng Miêu, nhưng cậu đã đẩy lùi bọn chúng rồi cùng Kỳ Lân tiếp tục chạy trốn. Nhưng phía trước là vách núi, phía sau là kẻ địch, không còn lựa chọn nào khác, cậu cưỡi trên lưng Kỳ Lân và nhảy qua. Hắc Tâm Hổ hạ lệnh bắn tên khiến Hồng Miêu bị thương. Chư Vô Giới cũng phóng phi tiêu trúng người cậu. Hồng Miêu dùng một chưởng giúp Kỳ Lân vượt qua hẻm núi, còn cậu thì bị rơi xuống. Tập 4, Sao Huyệt Hắc Hổ. Sau khi bị rơi từ trên hẻm núi xuống, Hồng Miêu được Kỳ Lân và Tiểu Thất phát hiện, sau đó được bồ câu đưa thư của Lam Thố, Thỏ Lam kiếm chủ của Băng Phách Kiếm tìm thấy và chỉ đường đưa Hồng Miêu đến cung Ngọc Thiềm. Nhưng bồ câu lại đánh rơi mất bức thư mà Lam Thố gửi cho Hồng Miêu. Chư Vô Giới và Khiêu Khiêu đang tìm kiếm Hồng Miêu thì thấy bức thư của Thỏ Lam. Đoán là Hồng Miêu đang ở cung Ngọc Thiềm, cả hai quay về báo cáo giáo chủ. Sau đó, Khiêu Khiêu và Chư Vô Giới được Hắc Tâm Hổ dẫn tới Thủy Lao, nơi đang giam giữ Ngưu Toàn Phong vì cho rằng Ngưu Toàn Phong là kẻ phản bội đã thả Kỳ Lân đi. Khiêu Khiêu và Chư Vô Giới liên tục cầu xin Hắc Tâm Hổ tha cho Ngưu Toàn Phong. Giáo chủ chấp thuận, nhưng cả ba phải uống một viên mê tâm thần tiên hoàn để tỏ lòng trung thành. Chư Vô Giới và Ngưu Toàn Phong được phái tới cung Ngọc Thiềm bắt Hồng Miêu, còn Khiêu Khiêu được lệnh bắt Kỳ Lân. Ra khỏi động, Khiêu Khiêu lấy ra viên thuốc vừa mới uống ở trong miệng rồi vứt đi. Tập 5, Cung Ngọc Thiềm. Sau khi được bồ câu đưa thư dẫn đến cung Ngọc Thiềm, Hồng Miêu được Thỏ Lam điều trị vết thương. Chư Vô Giới và Ngưu Toàn Phong vẫn đang trên đường tiến tới đây, chất độc đã được ép ra ngoài nhưng Hồng Miêu vẫn chưa tỉnh lại. Kỳ Lân do lo lắng nên đã hái linh chi về giúp Hồng Miêu trị thương. Hồng Miêu nhanh chóng tỉnh lại nhưng không biết mình vì sao lại tới được đây. Thỏ Lam nảy sinh nghi ngờ, phát hiện ra bức thư mà mình đã viết cho Hồng Miêu đã không còn. Dự đoán nó đã bị ma giáo lấy, cô lập tức cho người tăng cường phòng bị. Hồng Miêu dặn Kỳ Lân mau đi trốn, đợi khi Thất Kiếm Hợp Bích đánh bại ma giáo, họ sẽ gặp lại. Hồng Miêu và Thỏ Lam cùng nhau luyện xong kiếm hợp bích,
nhưng Hồng Miêu không thể sử dụng nội công, cần khoảng 7 ngày mới hồi phục được. Lúc này, có người tới báo cho Thỏ Lam rằng cung Ngọc Thiềm đã bị ma giáo bao vây. Cô nhanh chóng cho người đưa Hồng Miêu đi dưỡng thương, còn mình thì đi đối phó quân địch. Ở đây, người bí ẩn đó lại xuất hiện, muốn giúp cho Hồng Miêu kéo dài thời gian để điều trị vết thương. Tập 6. Trận chiến Đào Hoa Lâm. Trước cửa cung Ngọc Thiềm, Chư Vô Giới đem người và Kiệu Hoa tới muốn thành thân với Thỏ Lam. Tất nhiên là cô không đồng ý. Chư Vô Giới lập tức lấy chuyện Lam Thố là một trong 7 truyền nhân của Thất Kiếm và việc cô che giấu Hồng Miêu ra uy hiếp. Vì muốn có thời gian để Hồng Miêu chữa trị vết thương, Lam Thố quyết định mở cuộc thi kén chồng. Nếu trong vòng 7 ngày, Chư Vô Giới có thể đánh bại hết tất cả các đối thủ, thì cô sẽ đồng ý lấy hắn ta. Còn nếu thua, Chư Vô Giới phải rời khỏi đây. Hắn lập tức cho người phong tỏa ngọn núi. Lam Thố hẹn sau một canh giờ nữa sẽ cùng Chư Vô Giới tỉ thí tại Đào Hoa Lâm. Trong khi đó, Ngưu Toàn Phong không nghe theo lời của Chư Vô Giới, men theo đường núi tiến vào cung Ngọc Thiềm để bắt Hồng Miêu. Chư Vô Giới đến Đào Hoa Lâm thì gặp Thỏ Lam đang đợi sẵn. Thể lệ cuộc đấu rất đơn giản, ai rơi xuống đất trước sẽ thua. Chư Vô Giới sử dụng song chùy, Lam Thố dùng băng phách kiếm. Ngưu Toàn Phong gần lên đến cung Ngọc Thiềm thì bị rơi xuống núi. Thuộc hạ tới báo tin phong tỏa ngọn núi, không ai được phép vào cung Ngọc Thiềm. Ngưu Toàn Phong không muốn nhưng đành phải làm theo. Trở lại với cuộc tỉ thí, Thỏ Lam và Chư Vô Giới dùng tuyệt chiêu tấn công và rồi cùng rơi xuống đất. Hoa, ngày mai đấu tiếp. Tập 7. Trận chiến trên nước. Không muốn Hồng Miêu lo lắng nên Thỏ Lam giấu chuyện ma giáo đã bao vây cung Ngọc Thiềm. Cô đợi khi vết thương của Hồng Miêu lành lại sẽ dùng song kiếm hợp bích đánh bại ma giáo. Ngày hôm sau, cuộc tỉ thí diễn ra tại một đầm sen, ai lấy được quả tú cầu trước sẽ chiến thắng. Khi Chư Vô Giới sắp lấy được tú cầu thì Thỏ Lam đánh bay cầu xuống nước, đá Chư Vô Giới ra ngoài. Trong khi Ngưu Tuần Phong đang canh giữ ở dưới chân núi thì Đại Bôn, biệt danh Hỗn Thế Ma Vương xuất hiện và muốn đi lên núi. Thấy ba cục xí ngầu từ người Đại Bôn rơi ra, Ngưu Tuần Phong sẽ đồng ý cho Đại Bôn lên núi nếu chơi xúc sắc thắng hắn. Ván đầu tiên là thi xem ai nhiều điểm hơn, ván thứ hai là thi xem ai ít điểm hơn. Cả hai ván Ngưu Tuần Phong đều thua nên Đại Bôn dễ dàng lên được núi. Chư Vô Giới sử dụng ám khí để lấy tú cầu nhưng không thành. Thỏ Lam ép vào một tảng đá lớn, đánh một chiêu làm cho đá rơi vào Chư Vô Giới. Nhân cơ hội đó, cô tới chỗ tú cầu thì bị Chư Vô Giới đuổi kịp. Lam Thố dùng chiêu trăm phượng về tổ định lấy mạng Chư Vô Giới. Hắn cầu xin tha mạng nhưng lại đánh lén Lam Thố và đoạt lấy tú cầu. Đại Bôn đột nhiên xuất hiện cứu Thỏ Lam, đi hẹn ngày mai sẽ tỉ thí với hắn. Đúng lúc này, chất độc của thần tiên hoàn phát tác, Chư Vô Giới cho người đi tìm Khiêu Khiêu để lấy thuốc giải. Tập 8. Hỗn Thế Ma Vương. Thuộc hạ của Chư Vô Giới tìm đến Khiêu Khiêu để lấy thuốc giải, nhưng Khiêu Khiêu không đưa, hắn muốn cho Chư Vô Giới chịu đựng thêm một thời gian nữa. Hôm sau, Đại Bôn và Chư Vô Giới tỉ thí, ai lấy được lèn lồng trên Liễu Vọng Đài trước thì người đó thắng. Ở mật thất, vết thương của Hồng Miêu vẫn chưa chữa khỏi nên Thỏ Lam phải đi hái thêm thuốc và lấy mật ong để chữa trị. Trên đường đi lấy mật ong, cô gặp một đại tẩu, đó là Ngưu Toàn Phong, hắn cải trang để moi thông tin về Hồng Miêu. Lam Thố nhanh trí lừa Ngưu Toàn Phong bôi nước đường lên mặt, dụ đàn ong bay đi để cô lấy mật ong trị thương cho Hồng Miêu. Chư Vô Giới sử dụng mưu kế khiến Đại Bôn bị thương. Đại Bôn tức giận, nhảy lên không trung tung một gậy đánh Chư Vô Giới rớt xuống khỏi đài. Nhân lúc Đại Bôn lơ là, hắn đánh sập võ đài và có được lồng đèn. Đúng lúc ấy thì chất độc lại phát tác. Tập 9. Lam Thố Thêu Hoa. Nhân lúc Chư Vô Giới bị độc tính phát tác, Ngưu Toàn Phong đã dẫn người xông vào cung Ngọc Thiềm. Lam Thố đang chữa trị vết thương cho Hồng Miêu, nghe thấy tiếng Ngưu Toàn Phong liền dùng vải trùm lên người Hồng Miêu. Ngưu Toàn Phong phát hiện ra mật thất, định tiến vào thì bị Lam Thố gài bẫy, khiến Ngưu Toàn Phong sợ hãi tưởng là có ma. Sau đó Lam Thố đưa Hồng Miêu vào mật thất, còn cô ở lại đánh lạc hướng Ngưu Toàn Phong, nhưng lại để hắn ta phát hiện ra mảnh vải có dính máu của Hồng Miêu. Hắn cho thuộc hạ bắn tên, Thỏ Lam đã bị trúng tên độc. Ngay lúc đó, Chư Vô Giới được Khiêu Khiêu cho uống thuốc giải. Hay tin Crush gặp nguy hiểm, Chư Vô Giới lao tới giải nguy cho Lam Thố. Ngưu Toàn Phong và Chư Vô Giới tấn công lẫn nhau, Khiêu Khiêu ở ngoài liên tục ngăn lại. Tập 10. Ma giáo giao chiến. Chư Vô Giới lấy chức vụ chủ soái ra, lệnh Ngưu Toàn Phong rút lui. Còn Ngưu Toàn Phong lấy lý do Chư Vô Giới không nghe mệnh lệnh giáo chủ nên cũng không nghe lệnh của hắn. Thấy vậy, Khiêu Khiêu nói vẫn còn đang trong thời gian 7 ngày kén chồng của Lam Thố, chỉ cần Ngưu Toàn Phong đánh bại Chư Vô Giới thì không cần phải nghe lệnh của hắn rồi. Vậy nên Ngưu Toàn Phong đã thách đấu Chư Vô Giới. Hồng Miêu thấy Lam Thố bị trúng độc cần phải có linh chi để chữa trị nên cậu đã cải trang để ra ngoài hái linh chi. Ở trên võ đài, Ngưu Toàn Phong và Chư Vô Giới không ai nhường ai, liên tục tấn công nhau. Thỏ Lam tỉnh lại không thấy Hồng Miêu đâu, vừa cho người đi tìm thì Hồng Miêu mang linh chi trở về. Sau một hồi đánh nhau, Chư Vô Giới dùng mưu kế sử dụng châm độc làm cho Ngưu Toàn Phong bị thương, sau đó đánh Ngưu Toàn Phong rớt xuống võ đài. Diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Cùng đón chờ video tóm tắt số 2 của chúng tôi nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này, nhớ like và đăng ký ủng hộ Cartoon nhé. Hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.